Sau đây em xin phát biểu về bài nghiên cứu quỹ vừa rồi. Thì trong quỹ vừa rồi thì đúng theo dự định thì mình sẽ có trong cái phần app của chat client mà mình đang áp dụng chat GPT nó sẽ có một phần là sẽ liên quan đến Cloud Storage, nhưng mà rất tiếc là quý một mình sẽ chưa áp dụng được phần đó, nên nhưng mà em cũng có nghiên cứu về một phần về Cloud Storage trên AWS. Thì đây em xin trình bày về chủ đề đó. Thì đầu tiên là giới thiệu mọi người là về cái biểu tượng đầu tiên, đó là về cái em nghiên cứu đó là AWS S3. Thì cái này là em tự định nghĩa do em thấy ba khối, nhưng mà em tự định nghĩa là S3 thôi, chứ không phải là thằng AWS nó tự định nghĩa đó đâu. Em tự định nghĩa để dễ hiểu và dễ hình dung thôi. Thì theo như em thống kê của năm 2022, chưa chưa được chính xác với năm 2023, thì cái lượng sử dụng của cloud thì ở thằng S3 thì nó chiếm đâu đó khoảng 34,3%, so với hai thằng lớn còn lại là thằng Azure thì chiếm khoảng 21% và thằng GCP thì chiếm khoảng 11%, còn lại như Alibaba, AMI hay là những cái khác thì chiếm đâu đó khoảng 33%. Thì S3 thì nó được viết tắt của thằng Simple Storage Service. Thì bài trình bày của em nó sẽ gồm những cái nội dung chính sau. Đầu tiên là Cloud Storage là gì, các cái loại Cloud Storage, các loại storage với trước khi có S3 thì nó sẽ nào, và S3 là gì, các cái lợi ích của S3 mang lại, và trong đó là hai key chính là object và bucket, và cách thức hoạt động của S3, và cuối cùng là một cái phần là AMI, AMI service. Thì đi qua chút về một chút khái niệm thì về Cloud Storage là gì, thì nó là nói dễ hiểu là nó là một nơi lưu trữ dữ liệu mà có thể lưu trữ truy cập với sao lưu nhanh chóng để ở trên internet, thì nó sẽ bảo mật tin cậy hơn và có thể mở rộng an toàn hơn các hệ thống lưu trữ tại chỗ truyền thống như hiện tại. Thì Cloud Storage thì bữa nay nó có hai cơ chế để sử dụng về payment, pay thì chủ yếu là nó sẽ có một cái là mình sử dụng bao nhiêu thì mình sẽ trả tiền bấy nhiêu, hoặc là mình sẽ trả tiền theo tháng. Thì về type, các cái type of store ở trên AWS thì nó rất là nhiều. Đây là những cái biểu tượng mà có thể là mọi người chưa hình dung ra được nó là cái gì. Thì em sẽ phía dưới ấy, em sẽ đi chi tiết là những cái biểu tượng này nó ý nghĩa như thế nào, nó dùng trong mục đích như thế nào. Thì đầu tiên là thằng đơn giản nhất, như mọi người có thể nhìn được cái tên của nó là Simple Storage Service. Thì nó là cấp độ nhỏ nhất của cái cách lưu trữ ở trên thằng AWS. Thì nó cho phép người dùng là lưu trữ với truy xuất dữ liệu một cách đơn giản, đáng tin cậy và có khả năng mở rộng. Thì sau thằng AWS S3 thì nó lại có một thằng cũng là dịch vụ lưu trữ của AWS, là nó có tên là EBS, thì nó là Elastic Block Store. Thì nó cũng cung cấp cái để lưu trữ, nhưng mà chủ yếu nó sẽ dùng cho các dịch vụ liên quan đến EC2 và các cái Elastic Computer Cloud, nó sẽ đi đôi đi kèm với thằng này. Thì một bước phát triển hơn nữa của thằng lưu trữ là nó sẽ có FS, thì Elastic File System. Thì nó cho phép người dùng tạo quản lý các hệ thống tệp, chia sẻ linh hoạt và mở rộng trên nền tảng của AWS. Tiếp nữa là nó sẽ có cái Glacier, thì là nó cũng một dịch vụ lưu trữ, nhưng mà thằng này thì thiên cho lưu trữ một cách lâu dài, với nó sẽ thiết kế cho cái việc lưu trữ mà ít người dùng truy cập hoặc là không truy cập thường xuyên, thì nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí cho vận hành. Có một dịch vụ tiếp theo nữa là AWS Store Gateway. Thì nó như cái tên của nó là cho phép giữa lưu trữ đám mây và hạ tầng lưu trữ truyền thống. Nó cung cấp một cái cầu nối để giữa dịch vụ lưu trữ của đám mây của AWS. Ngoài ra thì nó có một cái dịch vụ khá là thiên về hướng vật lý, là nó là có thằng Snowball. Thì thằng này là nó như một cái thiết bị lưu trữ vật lý mà dùng để di chuyển một cái lượng lớn dữ liệu trên 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 đám mây và môi trường ngoài vi, có nghĩa là khi mà mình cần di chuyển một lượng dữ liệu lớn
thì nên sử dụng thang này, nó an toàn hơn với bảo mật trong quá trình di chuyển. Thì tiếp theo là đến với thang cái lý do trước khi có S3, nhưng mà người thấy thì trước đó thì mình theo mô hình vật lý thì mình sẽ có những cái tủ tài liệu để lưu trữ. Thì khi mà đến một mức mà đó kiểu là không gian vật lý không cho phép hoặc là việc quản lý rất là khó thì nó sẽ bảo cần một cái nơi lưu trữ nhiều hơn nữa. Thì từ đó thằng storage ra đời. Thì cái việc mà duy trì lưu trữ riêng là rất tốn kém và mất thời gian. Thì như các cái lý do như là để mua phần cứng phần mềm này, hoặc là thuê người để bảo trì rồi mở mở rộng yếu, hoặc là bảo mật dữ liệu không được an toàn, thì từ đó nó sinh ra cái thằng storage. Thì nói đơn giản S3 là gì? Nó là để lưu một nơi lưu trữ các file như là code rồi âm thanh hình ảnh rồi các đoạn video của mình. Thì nó được thiết kế các nhà phát triển mà việc có tính quy mô web là có thể dễ dàng hơn đối với họ. Nó cung cấp độ bền là đến kiểu 99,99% và khả năng mở rộng thì 99,99%. Và một cái kích thước để lưu trữ của nó là lên đến khoảng 5 terabyte, thì tương đương với 5.000 GB. Thì các cái lợi ích mà thằng S3 mang đến như kiểu là nó sẽ có độ bền này, giá thấp, scale khả năng mở rộng, align tính khả dụng, hoặc là security, hoặc là linh hoạt, hoặc là truyền dữ liệu. Thì đi đến phần object và bucket, thì trong thằng S3 nó có hai định nghĩa là bucket và object. Thì bucket là nó như là như cái tên nó mô tả, nó là một cái kho, mọi người cứ nghĩ là nó là một cái thùng. Còn object thì nó là một cái đơn vị dữ liệu cơ bản để mà lưu vô thằng bucket. Thì dữ liệu thì chẳng hạn như nó lưu tệp tin, hình ảnh, video hoặc văn bản, hoặc là dữ liệu nhị phân như đó. Mỗi object thì nó được xác định bởi một cái key duy nhất để đường dẫn đến object trong bucket. Thì cơ chế hoạt động của thằng S3 thì nó khi mà mình tạo bucket thì sẽ có một sẽ chọn được một cái region. Thì cái này xin em sẽ demo và em sẽ nói chi tiết hơn. Thì khi mình tạo á, thì mình sẽ dựa đến cái dịch vụ của mình dùng thì nó sẽ cung cấp rất là nhiều region hoặc là location khác nhau để mình có thể sử dụng. Đây, nó cũng như kiểu nó lưu object vào bucket, hoặc là có một cái định nghĩa là nữa là storage class. Thì cái này ở phần này em chưa tìm hiểu được nên em cũng chưa chia sẻ chi tiết được với phần này. Thì đi qua một chút về giao diện của thằng S3, thì nó trên giao diện nó thì nó sẽ có một chỗ tạo bucket thế này. Thì ở giao diện tạo thì nó sẽ có bucket name và cái region mà mình cần tạo. Thì một số định nghĩa liên quan đến object thì object ownership là cho phép kiểm soát cái quyền sở hữu đối với đối tượng, có nghĩa là kiểm soát cái object đó từ các tài khoản AWS hoặc là sử dụng các cái danh sách kiểm soát thông qua Access Control List, là viết tắt là ACL. Thì trong thang setting của nó thì em sẽ đi qua những cái này. Thì Block Public Access Setting thì nó có bốn cái mức setting khác nhau. Thì có nghĩa là nó sẽ block public access với bucket với object, thì nghĩa là cái lựa chọn này là nó sẽ deny tất cả các request, kể cả là người sở hữu. Còn block public access to access control list á, thì nó sẽ chỉ cho phép access ở một cái danh sách access control list này, là mình sẽ có một cái nơi để setting cái này. Hoặc là nó sẽ dựa vào một cái policy, thì chủ yếu là cái policy này thì em phải tin bài. Hoặc là nó sẽ public luôn, nó nghĩa là tất cả cái rule trên là đều loại bỏ, thì nó sẽ public cho người dùng. Nó có một số cái định nghĩa nữa như là bucket version. Thì khi mà bật cái tính năng này lên thì mỗi lần mà mình thực hiện thay đổi thì các cái đối tượng trong bucket thì nó sẽ tạo ra một cái version mới, thay vì là nó ghi đề hoặc là xóa phiên bản hiện tại. Và có một cái nữa là default encryption, thì nó có một
cái mã hóa để từ khi dưới client mình mà mình up lên thằng S3 thì tất cả đều phải được mã hóa qua một cái key nhất định. Đây, thì phần bucket policy này xin là em sẽ demo thì sẽ nói mọi người dễ hiểu hơn. Thì nó là một cái policy ở trong thằng cho phép là mình có thể là truy cập vào quyền của các cái bucket của mình, chỉ có giống như đọc, ghi, xóa hoặc là các đối tượng á. Thì đây là em demo chút về cái bucket policy. Ví dụ như cái này thì nó phân quyền là chỉ có put object hoặc là put object qua access control list, hoặc là S3 sau này thì nó sẽ là full quyền. Thì một cái phần nữa nó sẽ liên quan đến thằng S3, thì muốn sử dụng được thì là sẽ có thằng AMI này là service ấy. Thì nó được định nghĩa như là khi mà mình có một cái account root của thằng AWS, mình muốn cấp quyền cho cấp cái key để cho người dùng có thể sử dụng cái key đó để sử dụng cho việc upload ảnh hoặc là đô lên S3, thì nó sẽ tạo ra một cái user và user đó sẽ có quyền là như thế nào. Thì khi tạo chỉ là em sẽ demo cái này, thì trong cái user nó sẽ có ba thông tin chính là user là sẽ là user với path để đăng nhập của AWS, policy là với role là những cái quyền về hạn nhất định. Thì lý thuyết thì em nói như thế thôi, còn chủ yếu là sẽ đến phần demo thì em sẽ demo chủ một số cái tính năng gọi là nổi trội mà em đã từng làm ở trên thằng S3. Đầu tiên là đây là giao diện ví dụ như của thằng AWS đây. Ví dụ như hiện tại em đang ở region là Singapore, thì mình sử dụng với AWS S3. Thì trước đó em có demo thì em có tạo một số cái. Thì về việc tạo bucket thì đây, như mọi người thấy thì nó giao diện cũng khá là dễ dùng. Giống như em tạo một cái demo một cái bucket, thì trong cái mục region á, thì nó sẽ cho mình chọn cái mục region này có ý nghĩa là gì. Có nghĩa là ví dụ như sau này service của mình sẽ chạy ở trên một cái region nào thì mình nên chọn những cái region mà gần nhất có thể. Thì nó sẽ cái lúc truy cập đến S3, cái lượng up hoặc là get end thì nó sẽ có băng thông và nhanh hơn. Thì giống em demo thì em hay chọn vào Singapore. Thì cái này thì nó cái định nghĩa object ownership thì nó sẽ access control list, thì bình thường nó sẽ recommend là disable thôi. Còn nếu khi mà enable á, thì mình sẽ phải có setting cho một cái access control list riêng. Thì sau khi mà tạo được một cái bucket nó sẽ có một cái tên duy nhất á, nếu mà trùng tên thì nó sẽ bảo. Thì việc tạo cũng khá đơn giản. Thì khi tạo xong á, thì đi vào phần này á, thì nó sẽ có rất nhiều các cái setting. Thì về property nó có, đây là cái định nghĩa mà em bảo là bucket version á, thì nó sẽ mặc định nó sẽ disable. Có nghĩa là khi bật cái này lên á, thì nó sẽ tốn cái lượng tài nguyên mà mình sử dụng hơn. Ví dụ như mình bình thường mình up một cái ảnh lên mà mình không dùng version á, thì khi mà mình xóa ảnh hoặc là mình up một cái ảnh có trùng tên thì nó sẽ ghi đề lên cái file cũ, thì cái lưu lượng mình sử dụng nó sẽ ít. Còn khi mà mình enable cái này thì nó sẽ tạo ra một cái version, ví dụ như nó thêm cái vào cái đuôi là ngày tháng mình up ảnh thì nó sẽ không trùng, thì nó sẽ tốn nhiều dung lượng hơn. Hoặc là cái tag thì còn là cái default encryption. Thì cái mã hóa mặc định thì nó thằng S3 thì nó sẽ có cái key để mã hóa những cái dữ liệu khi mình đưa lên và get về. Thì vào cái mục quan trọng là ở thằng permission, thì bốn cái định nghĩa block public access lúc này em trình bày thì nó nằm ở cái này. Thì tương ứng với mỗi cái thì nó sẽ có mỗi cái quyền truy cập khác nhau. Hoặc là bucket policy là cái lúc này em trình bày là mình ở cái chỗ này á, là mình đưa ra cái quyền, ví dụ như là S3 thì nó có quyền là all action, hoặc là có quyền là mình chỉ get hoặc là put. Thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mình.
Tiếp theo thì em có tạo một về định nghĩa một cái AMI thì nó có nghĩa là giống như là xúc account. Thì thay vì mặc định mình dùng account root thì mình muốn tạo những cái account với những cái quyền hạn khác nhau. Ví dụ như ở trên này em demo em tạo hai account, là một account có username là Laravel thì nó sẽ là full quyền access, có nghĩa là nó như là thằng admin. Còn một account là nó chỉ có quyền việc nó chỉ có get được dữ liệu ở thằng S3 thôi. Thì lúc tạo account nó sẽ có thằng permission policy, thì tùy vào nhu cầu sử dụng để mình tạo. Ví dụ như thằng này nó có quyền hạn lớn nhất thì lúc add permission thì nó có một cái là nó rất là nhiều quyền khác nhau ở trên này, thì tùy vào sử dụng của mình. Giống như để S3 thì đây, giống như nó chỉ có việc read only access này, hoặc là full access, hoặc là output full access, thì tùy vào mình sử dụng. Em đã tạo ra được hai cái user này, thì khi tạo user nó sinh cho mình một cặp key là access key và secret key. Thì ở đây trong bài demo này em có dựng một cái suộc bằng Laravel thì để sử dụng cái chức năng upload lên S3. Thì em sử dụng cái chủ yếu là em demo vào chức năng upload nên cái cấu trúc nó cũng đơn giản. Em chỉ dùng một cái Docker Compose cho một cái app, một cái database để lưu trữ thông tin với một cái Nginx. Thì hệ thống của nó hoạt động có nghĩa là đây, ví dụ như em chỉ dừng lên một cái trang này, thì thay vì hiện tại hình ảnh của mình á, là mình sẽ lưu ở một cái host nào đó cố định, thì hiện tại ảnh này á, nó đang lưu ở trên thằng S3. Thì cái link này á, nó được sinh ra là ở thằng bucket name, rồi cái region. Mọi người thấy là bucket name là ở đây em có bucket name là đây, thì cloud nhân dd, à dd nhân này, thì ở đây thì nó gắn với bucket name này. Rồi region ở đây là Singapore này, nó viết tắt của SUSS1 này. Rồi cái thư mục ảnh thì nó sẽ được lưu ở đây, trong này có hai thư mục thì image, thì trong này là nó sẽ chứa tất cả các cái image mà mình up lên S3. Thì ví dụ như đây là em đang dùng với trong số code á, thì để mà config á, thì ở Laravel nó có bốn cặp ký quan trọng. Thì đây là cái bucket name là apply bucket, rồi region, rồi có hai cái quan trọng nhất là cái access key với secret key. Thì cái này khi mình tạo mỗi cái AMI nó sinh cho mình mỗi cặp ký này để dùng. Thì hiện tại ví dụ như em đang dùng với cái key là full access, thì em có thể là vừa get được vừa put được ảnh lên. Thì đây ví dụ như em chọn cái put image, rồi theo em put một cái ảnh gì đó, rồi thì khi họ em submit ạ, đó thì cái ảnh này hiện tại là nó được put lên S3 này. Thì sau khi mình vào là S3 mình reload cái ảnh này 14:21. Đây thì cái ảnh mà em vừa up lên nó là ảnh này 14:21. Thì khi mình click vào ảnh á, thì nó có một cái endpoint để access, là chính cái endpoint mà mình get về để mình show trên cái là app em demo đó. Thì cái endpoint này đây, lại rồi, cái này thì nó sẽ là chính là cái này. Thì đây là quyền full access. Còn ví dụ như nếu em đổi với cái key là chỉ việc get thôi, cặp key em này là cặp key chỉ có get, thì khi đó là ảnh thì em vẫn có thể get được. À, lúc này mình get các cái image ở trên S3V là vẫn get được. Nhưng mà khi mình muốn put một cái ảnh lên thì nó sẽ bảo lúc này nó bảo lỗi của cả về. Thì này thì lúc này trên S3 em bật đi bước lên để dễ dễ nhìn, thì nó bảo là mình đang thực hiện một hành động là put object lên cái bucket này.
nhưng mà nó bảo là mình không có quyền, hiện tại là 403. Thì hiện tại do cặp ký này em xét cái quyền là chỉ có việc ghét thôi nên nó không hút được. Đó là một số cái về việc upload về get image. Thì ngoài ra thằng S3 nó có một cái tính năng khá là hay và khá là em nghĩ là nó rất là tiện lợi cho việc mình làm một cái static page. Thì S3 nó có một cái tính năng là nó tạo cho mình một cái static web hosting. Thì mặc định thì cái này nó sẽ disable. Còn khi mà mình muốn enable á, có nghĩa là sau khi mình enable lên á, thì nó sẽ cho phép mình làm một cái static page trong vòng, gọi là nếu gọi là rất là nhanh, thì nó sẽ cho mình một cái đường dẫn mặc định là một cái subdomain của thằng S3 với một cái file index HTML. Ví dụ như em config đây là cloud storage.html là nó sẽ, sau khi mình config cái này á, thì mình upload một cái suộc static thôi, HTML, và những cái file trong này là những cái file image hoặc là JS hoặc là CSS. Thì khi đó mình nó xin cho mình một cái đây cái URL là static page. Thì cái này là endpoint free của S3 nó gen, mình có thể là tự custom cái endpoint này luôn. Ví dụ đây là cái static page, em chỉ lấy một cái trang static page HTML thuần em để thôi. Thì trong này nó có tính năng là ví dụ như cái này thì nó có cái tính năng là cho mình cho phép mình custom cái URL. Thì đây, một là hot static website là cái này là sử dụng của thằng S3. Còn mình có cái tính năng là redirect request. Thì lúc này ví dụ như mình có một cái tên miền, mình mua một cái tên miền gì đó có HTML hay không, mình chỉ cần gắn tên miền vào đây, đẩy cái file HTML của mình lên lên bucket này, thì là mình đã xong một cái static page mà mình cần phải quan tâm đến việc dựng server hay là config tân tật mọi thứ gì cả. Thì đó là Cái tính này năng. môi trường website code bằng ngôn ngữ môi trường nào là mình chọn thư viện Code của hạt static page thì HTML thế. nó chỉ HTML thôi à? Không Dạ. không cho cả Laravel vào được thì Laravel thì nó sẽ liên quan đến cái thằng bucket này, là anh sẽ lưu suộc của anh một lần. Anh lưu suộc vào đây nhưng mà lúc lúc này á thì anh phải bắt buộc phải có mấy mấy con EC2 để nó config edit đâu các thứ như một con VPS đó. Còn đây là nó chỉ làm việc static chỉ thôi. có trang Hoặc tĩnh rồi đúng không? dạ, Ok. hoặc là landing page. Anh import ra HTML anh đăng lên nó rất là tiện lợi để Hiện mình sử dụng JS nó. được không em? Dạ. Hiện JS được không? Dạ được, JS với đâu được, JS với CSS được. JS chạy FPA được không? Single app ấy. Single app em chưa thử nhưng mà em nghĩ là Landing được. page là phải có một cái form đặt hàng ấy, cái form để submit ấy, thì nó mới Đúng hỗ rồi. trợ không? Cái đấy là có nhỉ? Em nghĩ là nếu sử dụng JS thì chắc là được. JS vẫn phải API nhỉ để nó gọi. Thì em thấy cái này mà để làm một cái page gì đó mà giả sử mình chạy AdWords hay đồ gì trong một thời gian ngắn á, thì em nghĩ nó rất là tiện. Thì nó cũng có config là ví dụ như là chặn hay là chỉ only access. Ví dụ như cái này hiện tại thì em để chế độ là public nên là endpoint này ai cũng vào được. Còn ví dụ như vào mình set lại cái permission cho nó là block hết hoặc là block cho một cái access control list nào đó mình tùy chỉnh, thì như đó thì như thế này thì là sẽ vào không được đó. Thì lúc này nó sẽ bảo 403 không có quyền, thì nó thao tác khá là đơn giản và em nghĩ là giao diện nó cũng khá là dễ dùng. Ok, phần trình bày của em thì cũng ở mức độ đó, thì hy vọng là có thể giúp mọi người nhìn tổng quan được một số cái dịch vụ lưu trữ về storage cloud của thằng AWS, với có thể là hình dung được thằng S3 nó hoạt động, cơ chế nó hoạt động thế nào, với thằng AMI nó hoạt động thế nào, với để em demo một chút về cái việc mà tạo cặp ký để mọi người, ví dụ mọi người thấy cái cặp ký mà lúc em sử dụng đấy
thì chắc là em chưa chưa sâu cái chỗ đó thì chắc là hơi khó. Thì có cặp ký này nó cũng không có gì phức tạp quá. Thì ví dụ như khi add user thì demo thì nó có hai cái lựa chọn. Cái provider thì nó cho mình một cái là cái dịch vụ này là có nghĩa là lúc tạo cái này là mình chỉ sinh ra cặp ký để dùng, hoặc là khi mà em muốn tạo một cái MI user này á thì lúc này á là nó sẽ sinh ra một cái sub account, mà account này là em sẽ phân quyền, là có nghĩa là nó như một cái account root của thằng AWS, nhưng mà khi phân quyền nó là nó chỉ có việc access, ví dụ như em chỉ cho access vào vùng của EC2 thì nó chỉ có thao tác được vùng của EC2. Thì về cặp ký á, thì đơn giản thì ủa rồi thì em tạo cái tài khoản đi. Quên em hỏi mình quên thì là cần mất rồi đây thì khi tạo user xong này thì có cái demo user, thì cái này nó có một cái khá là bảo mật, có nghĩa là khi đây cái cặp ký này thì nó sẽ cho mình access ký, nhưng mà có một cái là đây khi mà tạo ký nó sẽ hỏi mình là cái ký dùng để làm gì, thì command line interface thì nó sẽ dùng rồi sau khi em ran một cặp ký này tag gì đó còn thì đó mọi người thấy nó sẽ sinh ra một cặp ký này, nhưng mà có một cái đặc điểm khá bảo mật của thằng này á là cặp ký này nếu như mọi người ví dụ giờ là nó sẽ cho mình download một cái CSV về này là để lưu cặp ký này, nhưng mà vô tình mình quên á, ví dụ giờ em download mà em vô tình em đơn phát em quên cái key access về đó thì xem như là không có cách nào để lấy lại được cái access key về secret key đó, chỉ có việc là xóa user và tạo lại thôi. Thì cái này khả năng rủi ro còn của nó là khi mà mình mất cái file CSV thì hầu như là không có cách để backup, là mình phải bắt buộc là phải làm thủ công bằng tay lại việc tạo và phân quyền lại một user mới. Thì đó là phần về quản lý access. Ok thì bài trình bày của em cùng thế đó, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Vâng, cảm ơn anh Nhân. Không biết là phần trình bày của anh Nhân thì mọi người có câu hỏi gì không? Cái này lưu trữ nó có để dạng background nhân nhỉ, giả sử up vào cái file to lên nó upload dần dần hay là nó Lưu trữ gì anh nhỉ? lưu trữ, ví dụ như mình lưu trữ file âm thanh nó to ấy thì nó có Dạ. chạy kiểu dạng background xong nó lưu dần dần không, hay là nó lưu đợi lưu xong nhỉ? À, nó có chế độ à, ý anh nói là cái put mà cái file giống mình gửi Nó một cái to request à, á, dạ có. 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 Dạ. Mình có thể sử dụng các dịch vụ liên quan của nó luôn, giống như SQS á, nó có một queue á thì mình sẽ đẩy vào queue và nó sẽ làm một cái tác vụ đẩy lên S3 này riêng biệt, hoặc là mình muốn chạy những cột bát để đẩy ảnh lên vẫn bình thường cả. Ok, anh hỏi tí. Cái dữ liệu của bên S3 này ấy, khi mà mình muốn hạn chế user người ta truy cập vào từ một vài cái IP cụ thể, chẳng hạn như từ Trung Quốc chẳng hạn, hay là từ một cái giải IP cụ thể nào đấy, thì là mình có chặn được không hả nhân? Dạ được anh, nó có một tính năng là ở permission thì như lúc này em demo thì nó sẽ có một cái, có nghĩa là cái tính năng access control list này á là nó sẽ tự cho mình define ra những cái vùng nào, hoặc là chặn những cái vùng nào, chặn những IP nào để truy cập, thì nó nằm ở trong cái tính năng access control list này. Thì hoặc là ở cái mục security group á, thì nó sẽ thì cái này nó lại liên quan đến bên thằng security group này, thì ở bên Thằng GCP nó có cái chỗ firewall để setting này, chắc setting kiểu khác dạ thì em nhỉ? nhớ là được, nhưng mà thì em Cái đấy chưa chắc là demo chắc được. chắc 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 là được đấy, tại vì Dạ là cái security cơ bản thôi. Anh hỏi thêm câu nữa là bây giờ chẳng hạn như là hệ thống của mình ấy là lưu thông tin dạng thông tin bí mật hoặc thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như là các cái thẻ
thẻ căn cước công dân của anh em chẳng hạn đấy, đúng không? Chụp ảnh nhưng mà là gửi lên cho hệ thống để người ta lưu chẳng hạn đấy. Thì đối với các hệ thống kiểu này bên Nhật ấy, thì thường thường là cái câu chuyện truyền dữ liệu nhé và lưu cái thông tin như thế này ở trên server ấy là nó phải mã hóa rất là cẩn thận. Ừ. Mã hóa trên đường truyền là mã hóa cả dữ liệu đang lưu ở trên server ấy, thì là không biết là cái thằng này nó có hỗ trợ cái chuyện đấy không, tức là cho mình set À cái mã hóa. có luôn đấy, thì nó ở thằng đây hiện tại là đang dùng cái default encryption, thì nó cũng có cái cơ chế để cho mình up một cái key gì đó của mình lên để mã hóa. Đây ví dụ như mình sử dụng cái MS key này, thì lúc đó mình sẽ tạo ra một cái key và mình nhét cái key đó lên ở request ở header. Dạ thì lúc này mình tạo một cái cặp key thì để mình sử dụng cho cái việc mà mã hóa request hoặc là mã hóa dữ liệu rồi lúc mình đẩy lên hoặc là ghét dữ liệu về. Dạ. Nhưng mà nó Thì lưu ở trên server thì là nó vẫn là lưu file thô hay là nó lưu cái file dạng đã mã dạng hóa thế mã hóa luôn đấy, dạng mã à? hóa luôn. Dạ. À, thế cũng được cái chứ nhỉ. Dạ. Có một cái phần nữa anh làm bên phần bên dữ liệu ấy, thì là nó có hai cái nữa. Thứ nhất là các cái dữ liệu dạng lớn chẳng hạn, nó vài gigabyte một file chẳng hạn này, thì thường thường khi lưu ở trên các cái cloud storage người ta sẽ nén nó lại. Có nhiều chuẩn nén khác nhau ấy, thì không biết thằng này nó có hỗ trợ các cái chuẩn nén gì không nhỉ, để tiết kiệm thằng cái dung lượng thằng ấy. Ừ. dạ em hiểu câu hỏi rồi, ý là thằng S3 đấy nó sẽ không, mọi người khuyến cáo là không dùng S3 cho việc lưu những dữ liệu lớn, mà đối với dữ liệu lớn á thì người ta sẽ sử dụng thằng Glacier đúng không? dạ Glacier. thằng Glacier đấy, thì nó sẽ tốt hơn so với việc mà sử dụng S3. S3 nó ở một mức độ gọi là căn bản về nhỏ nhất thế, nó ở một dạng simple thôi, ví dụ lưu ảnh hoặc lưu file gì đó ở một cái web của mình hoặc là những cái file dạng nhỏ đó, thì nên dùng S3. Còn ngoài ra thì khuyến cáo nếu dùng với dữ liệu lớn hoặc đồ thì dùng thằng Glacier nên nó sẽ tốt hơn. Tức là Glacier thì là nó dùng để lưu các những cái dữ liệu nó giống kiểu là dữ liệu lạnh, dữ liệu lạnh là dữ liệu mà giống kiểu mình lưu vào nhưng mình không Dạ, không ít truy cập. không dùng ấy. Ở đấy. Dạ, đúng rồi, dạ. Ok, ngoài ra thì các hệ thống như kiểu Hadoop ấy thì nó cho phép mình là nhân bản dữ liệu để tránh mất dữ liệu. Dạ. Các thằng S3 này nó hỗ trợ chứ nhỉ? Và em cũng em nghĩ là nó sẽ có cái chế độ backup, nhưng mà em chưa mò đến cái mục đèo nó đấy nên em chưa dám trả lời có đúng hay không. Em nghĩ là nó sẽ có chế độ backup á, thì đa số dịch vụ nào nó cũng sẽ có cái trường hợp để xảy ra rủi ro hoặc là mất dữ liệu, thì nó sẽ có một cơ chế gì đó là backup hoặc là đóng gói Có theo mà thời gian. tôi cái quần nhân này mất tiền nên dùng cái bản có phí hình như có rồi, vì là quần nhân đang dùng bản free đúng Không, không? với Chắc chắc S3 chắc thì là có không có đâu ấy, hết. S3 thì nó full quyền mà. Chắc là nó có cái chức năng nhân bản dữ liệu đấy, nhân bản để Dạ. chẳng hạn như là nhân nhân với hệ số là 3 chẳng hạn đấy. Thì một cái file mình nó sinh nhân là 3 đấy, thì khi mất một file thì mình sẽ lấy hai file kia mình restore lại Dạ. được. Anh hỏi một câu cuối nữa là Dạ. cái giá mình phải trả ấy, cái cost để lưu file thì nó tầm bao nhiêu nhỉ nhân nhỉ? Em chưa tìm hiểu. Dạ. Có cái quan trọng đấy, cái đáng nhẽ là chú Em phải nghĩ nhờ là người khác rẻ đó. tư vấn. Em nghĩ rẻ. Thế Em để nghĩ còn là lưu âm thanh, ví dụ như ChatGPT mà ông nào ông nói rẻ. nhiều, lưu âm thanh vào nó cũng tốn phết đấy. Thế Em chắc nghĩ phải có S simulation. S3 thì simple thì cũng tốt nhiều, nhưng mà để em sẽ dạ để có gì em bổ sung vào bài blog nào đó. Ok. Anh em khác có câu hỏi gì thì hỏi nhân nhá. Cảm ơn nhá. Dạ, em cảm ơn Quyền. Em cho anh hỏi chút, em ở cái màn hình list ảnh của em ấy, Dạ. em thấy cái link ảnh như là đang để dạng topic luôn. Bây giờ anh, ví dụ anh là một người ông người dùng cứ hay đi clone ảnh cái trang khác, thì anh cứ vào anh clone hết ảnh của em, có cách Dạ. nào để hạn chế cái việc gì không? Thì Đây như này, ví dụ em cái chia sẻ object URL kia anh thấy là anh sử dụng cái hết này cái hả? link này thì anh sẽ vào được đúng không? Dạ.
Đấy, ví dụ À, anh em là muốn bảo mật cái đấy hả? ừ Thì như em chia sẻ đó thì nó có nhiều cách để phân quyền lắm. Ví dụ như nó có cái version ấy, đơn giản nó có permission trong này bốn cái block, thì em nếu như em muốn bảo mật em chỉ block, em chỉ để public cho mỗi thằng access control list này thôi, là những cái API được allow IP, à những cái IP mà em allow thì nó mới get được cái list này. Còn không có trong danh sách này thì nó sẽ không truy cập được. Ví dụ như em đây là block tất cả này, thì em chỉ cần vào trong này và có tính năng access control list em block thì cái link này sẽ không sử dụng được liền. Thì cái này thường thường á, là nó sẽ thiên về cho làm web view, và nó đưa những cái link này để cho dưới tầng mobile á, nó sử dụng để họ làm web view. Thì khi mà tầng mobile thì nó sẽ có những cái allow IP nhất định để nó sử dụng, cho ít khi nó public dùng ad Trước anh làm liên quan cái này thì có một cái tính năng anh làm gọi là pre-sale, như kiểu là tạo ra một cái URL nó chỉ dùng trong vòng 15-20 phút ấy. Cái đấy thì anh chưa dùng cái màn hình quản trị của thầy, không biết là nó sẽ trên thầy không. Trước anh ghép về xong anh xét ở trong CLI của AWS thì chắc là làm được. Phút đã đủ rồi Và đấy có 5 15 phút20 đã phút đủ thì rồi. 5 phút đã đủ để khởi động rồi. Refresh ra phát xong bóc cái link nào. Nhưng Thực chất mà ví dụ của nhân mà cái link vừa nãy bị 403 thì ở trên màn hình list của em nó hiện ra được không? Nó hiện ra được ảnh. à không, anh vì cả này em đang set, em chưa set access list cho thằng này vẫn đang là ở dưới local em gọi lên đó, nên nó cũng sẽ bị 403. Thằng này nó cũng bị 403. Thế thì cái anh đang mong muốn là mình vẫn anh là user thì vẫn hiển thị được, nhưng mà làm sao để không clone được cái ảnh về cũng hơi khó nhỉ, để mà đã sâu ra rồi À, thì chủ khoát quyền chặt thế làm sao nó lấy ra được à, quá cả mình. thực chất mà nếu để clone này thì họ thiếu gì kết. Còn nếu mà mình đã thực chất làm cái này để public lên giống như trang Không, một ý là trang đạt chỉ là hạn chế đấy, hạn chế bị ăn à cắp, nó ăn cắp nó không dễ dàng ấy, kiểu vậy. mình dùng thumbnail anh, nếu mình cho cái ảnh xuống cái cỡ thấp rồi đến Đúng khi rồi. mà click vào nó thì nó mới có thể được lớn được, và cái lớn như mình sẽ khóa lại, mình khóa cái kiểu là một cái ảnh cái lớn như tồn tại trong khoảng bao nhiêu phút đấy thì nó cũng đỡ đi, nó gọi là hạn chế đấy. Cho lấy Hạn cái ảnh chế chất lượng thấp thôi đúng mà không? em thỉnh thoảng em cũng hay clone với web linh tinh ấy, nhưng mà em nghĩ là nếu mà một khi đã để chế độ public cho user được vào bình thường ấy thì cái việc mà chặn để không cho clone khó lắm. Với lại thật ra là ví dụ như em mà em đi clone ấy, là em sẽ không clone ảnh đâu, mà em sẽ clone cái link của cái ảnh đấy xong em nhét vào cái web mới của em để cho nó hiển thị lên, nhưng mà nó lại hiển thị lên cái ảnh của cái link của cái sổ nguồn. Clone ảnh hay clone video cũng vậy, thì thường em sẽ clone cái link thôi, thì nó sẽ đỡ mình đỡ phải đào ảnh về mà đỡ Nó phải lưu xóa lên đi phát được server, không? Nó đã xóa xóa thì phát thôi anh. mình không được hiển thị. Dạ, nhưng mà thật ra những cái web mà đi clone ít khi mà nó thay đổi cấu trúc lắm, nếu mà thay đổi cấu trúc thì mình chạy lại bát một lần thôi mà. Nếu mà trường hợp của Tuấn thì anh tạo cái link chỉ dùng được trong 15 phút chẳng hạn, thì về sau Tuấn cái link đã lưu link cũ thì lại không dùng được, chắc là phải Dạ, nốt lại lại nếu mà web đấy nó làm cơ chế đấy thì mình sẽ phải down xuống, nhưng mà Tuấn, nếu thường mà em thấy tận dụng như storage của người khác để dùng thế nào cũng được. yeah.